Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Những đứa trẻ bị giữ tại các cơ sở tạm giam này đang kêu khóc van xin sau khi bị lực lượng chức năng Hoa Kỳ tách ra khỏi cha mẹ tại khu vực biên giới Mỹ, tuân thủ chính sách không khoan nhượng của Tổng thống Trump. Phe Dân Chủ và một số nhà lập pháp Cộng Hòa kịch liệt lên án những hành động này trong bối cảnh Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ các nghị viên trong ngày 19 tháng 6 trước thềm một cuộc bỏ phiếu thông qua một dự luật về nhập cư. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đồng ý hoãn một cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang diễn ra. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và các quốc gia khác trên khu vực Thái Bình Dương sẽ vẫn tiếp tục. Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế nhập khẩu ở mức 10% lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa mức thuế nhập khẩu mà Hoa Kỳ thông báo hôm 15 tháng 6. Căng thẳng mậu dịch leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến người ta lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.